Xin chào máy tính chữ An Khang xin chào. Hôm nay thì An Khang sẽ xin phép giới thiệu các bạn một sản phẩm đặc biệt của Asus, đó là ZenBook OS 330 UAFC056T. Sản phẩm này của chúng ta được ví như một tuyệt tác công nghệ với phần khung nguyên khối bằng hợp kim nhôm, vô cùng lịch lãm. Máy có khối lượng siêu nhẹ chỉ 1,2kg. Ngoài ra tốc độ nhanh cũng khiến bạn thích thú, tiết kiệm thời gian khi làm việc. OS 330 UA có khoảng giá hơn 20 triệu đồng đang chào bạn tại An Khang. Về tổng quan của máy, ngay từ cái nhìn đầu tiên bạn sẽ bị chinh phục bởi thiết kế đẹp mắt sang trọng, có vỏ vân kim loại thời thượng. Asus đã thiết kế cho dòng máy này các vân tròn đồng tâm ở phía nắp máy, kết hợp với gam màu vàng gold kim loại, cũng tô nên vẻ sang trọng cho người sở hữu. Các cạnh được vát mỏng, chỉ 1,35cm và được bo tròn mềm mại. ZenBook OS 330 UA đáp ứng nhiều nhu cầu giải trí nhờ một màn hình Full HD và có khả năng chống lóa cho phép bạn sử dụng tốt ở ngoài trời nhiều ánh sáng. Bàn phím của máy nhấn êm tay, tuy nhiên hành trình phím chỉ ở mức độ tiêu chuẩn. Bề mặt chuột trơn mịn, dễ thao tác, các phím nhấn cũng êm và nhẹ khi nhấn, có cả viền ánh kim bao quanh đẹp mắt. Do máy chỉ mỏng 1,35cm nên các cổng kết nối ở mức cơ bản, bạn nên sử dụng các thiết bị không dây như chuột Bluetooth chẳng hạn. Cụ thể là bên cạnh trái chúng ta sẽ có một khe cắm thẻ nhớ máy ảnh, một jack cắm tai nghe tích hợp microphone 3.5mm và một cổng USB 3.0. Cạnh phải thì có thêm một cổng mini HDMI, cổng USB Type-C đa năng tốc độ cao và một cổng USB 3.0 nữa. Hãng cũng bổ sung hai dây cáp ngoài, bạn có thể sử dụng để kết nối với máy chiếu khi trình chiếu hoặc là vào internet bằng mạng LAN. Quan sát phía đáy máy là một tấm nhựa liền, pin lên tới 7 tiếng, ZenBook OS 330 UA đã sẵn sàng để phục vụ bạn trong cả những ngày dài làm việc. Hai loa được bố trí ở phía mép ngoài, âm thanh sẽ được phản xạ thẳng về phía tai người nghe, cho âm vang hơn. Bên cạnh thiết kế đẳng cấp thì ZenBook OS 330 còn được trang bị hiệu năng vượt trội, luôn sẵn sàng để đảm đương nhiều nhu cầu về xử lý điện toán hàng ngày của bạn. Với một bộ vi xử lý Intel Core i5 thế hệ thứ 6 mạnh mẽ, bộ nhớ RAM 8GB kết hợp với 256GB ổ cứng SSD siêu nhanh, đủ để giải quyết nhiều nhu cầu công việc, các ứng dụng chạy mượt mà, sao chép dữ liệu hay mở được nhiều phần mềm cùng một lúc. Màn hình góc nhìn rộng mang đến hình ảnh đặc sắc cho đôi mắt của bạn, với độ phân giải lên tới Full HD, được tăng cường màu sắc bởi công nghệ Spandit và True Light cho cảnh vật sinh động như thật. Như vậy, khi bỏ ra một khoản tiền hơn 20 triệu đồng để đầu tư cho mình một món trang sức đẹp, tinh tế và nhẹ nhàng, dễ mang đi là hoàn toàn xứng đáng. Chiếc laptop ZenBook OS 330 sẽ mang lại sự tiện lợi, thể hiện đẳng cấp, phong cách doanh nhân hiện đại. Bạn có thể sử dụng được lâu dài cho công việc hiện tại và tương lai. Siêu thị máy tính An Khang cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!